Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và quý vị khán giả. Em tên là Phan Công Thảo, năm nay em 32 tuổi và đang tự kinh doanh. Thế còn em? Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Như Huỳnh, 34 tuổi. Ủa thiệt luôn á hả? Dạ. Trời đất ơi, nãy chị tưởng học sinh sinh viên mới lấy chồng á. Công việc em hiện giờ là gì? Dạ em làm xuất nhập khẩu ạ. Nhất dạ. Gái hơn hai thì trai hơn một. Dạ. Trời hay quá. Ôi nhưng mà nhỏ xíu vậy. Dạ. Hồi xưa em cũng bị lầm mà chị. Đúng không? Trời lầm chết luôn. Như vậy là chắc có lẽ là hồi xưa là quen nhau rồi mới biết tuổi nhau đúng không? Dạ đúng rồi anh. À vậy à, hai em quen nhau như thế nào? Tụi em quen nhau lúc còn là sinh viên đi học đại học á. Nhưng em nhỏ cổ 2 tuổi thì học chắc đâu dạ. Học chung khóa đúng không? Dạ, tụi dạ, em cái học đó là liên học thông. Liên thông đại học kinh tế anh. À liên thông. Dạ. Dạ. Bạn này thì có một cái nhóm bạn riêng, chuyên gia ngồi bàn đầu. Em thì đi làm về trễ thì chuyên gia đi vô trễ và luôn luôn ngồi ở dưới cùng. 20 tháng 11 em lên phía trên rồi thì em thấy để ý bạn này ngồi trước mặt mình nhìn sao dễ thương quá. Mà nhìn cái dáng đúng cái gu của em nữa, cái gu nhỏ nhỏ kiểu bé hạt tiêu vậy đó, nhỏ nhỏ hồi xưa rất là nhỏ con. Bé hạt tiêu đó. Em thích như vậy cho nên là em để ý bạn đó ngay từ cái lần mà lên hát đó. Lúc đại học thì luôn luôn có bài thảo luận làm việc nhóm thì em luôn luôn lân la để xin vô nhóm bạn này, rồi luôn luôn hỗ trợ bạn này đi làm lấy tư liệu rồi làm nói chung là hỗ trợ hết tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà lúc đó là bạn này có biết bạn này để ý mình không? Dạ không, lúc đó là em ấn tượng bạn này là tự nhiên không ai kêu hát hết à. Tự nhiên xưng phong lên cho hát một bài. Tại vì em thấy bạn này rất là dạng. Mà lúc đó là em có người yêu chưa? Dạ em cũng có người yêu rồi. Cho nên dạ. Đâu có thèm để anh này. Không em... Anh này anh càng làm rần thì... Mà lúc đó bạn này nhìn giống bd vậy. Không có men như bây giờ đâu. Thời đó dạ. Em để hai mái. Mặc áo màu nổi không anh? Màu hồng. Màu mà màu vàng mà vàng chanh đồ màu hồng rồi màu tím nơ hồng nơ tím rồi đó, tóc hết á. Tóc chải rất là bóng đi học vô tóc chải rất là hồi nhỏ tôi cũng hai tóc mái bóng hồi đó là tóc ơi. Anh Thuận cực nhiều mà sức mút luôn rồi, sức mút nó bóng lưỡng như nó mà giờ đầu nó tóc nó gì nè nó rồi anh hỏi nè lúc đó em có người yêu chưa? Dạ có mà em giấu. Thích đi bắt cá đó. Em đổi nghề bao lâu nè em mới đồng ý anh đón nha. Có phải là do em bị người ta phụ bạc cho nên trong lúc em bế tắc, trong lúc em đau khổ đó anh này, anh bắt đầu anh đến anh tỏ tình em đúng không? Dạ cũng gần vậy đó anh. Hay chưa? Hay chưa? Đó em cũng đang buồn quá buồn luôn mà em không có biết là em không biết chia sẻ với ai hết á. Chỉ có bạn này thì lúc đó cũng hay hỏi thăm. Thì em cũng tâm sự với bạn là em đang rất là buồn này kia vậy đó. Thì bạn luôn lắng nghe em. Em kể những kỷ niệm của em với lại người yêu cũ á. Em cảm thấy là em được một người mà lắng nghe á. Cho nên là em cũng, bạn này rủ đi thì em cứ đi thôi. Thế có tình cảm nào không hay? Cũng không có biết có tình cảm khi nào nữa. Thì bạn gái cũ của người này tìm em để mà nói chuyện với nhau là đang quen bạn đó. Bạn gái cũ ở đây nói là người này có rất là nhiều bạn gái từ trước rồi. Cái lúc đó là chỉ có người yêu cũ với em thôi đúng không? Ba mặt một lời. Ba mặt một lời luôn. Em bắt dạ. Người này phải bây giờ phải cho em gặp bạn gái luôn của bạn này luôn để hai người nói chuyện trước mặt em luôn. Xong rồi cuối cùng kết quả là sao Thảo? Dạ bữa đó em nhục mặt quá anh. Ngồi chỉ biết cắm đầu thôi. Ông này ông ngồi vậy nè. Nhưng mà cái tới cuối mùa là em có đưa ra cái quyết định là sáng suốt và cụ thể là chọn ai không? Dạ có. Là còn lúc em... đó em nói thẳng luôn. Thì ngay bữa đó là em lý giải và mọi thứ cho hai người hiểu thôi. Nhưng mà cuối cùng em vẫn nói rằng là em chọn người mới. Và đêm hôm đó về là em gần như là không ngủ được và giống như là viết tâm thư cho bạn này. Và em có đáp lại không? Dạ không, em cũng quyết định là không có qua lại nữa. Sau một thời gian là em với bạn này chia tay, cũng có người khác để ý tới thì em cũng có đi gặp người đó nhưng mà em cảm thấy không hợp. Mà người này cứ liên lạc, tìm cách để liên lạc em á. Thì lúc đó từ từ em mới quay lại. Tình cảm của bạn này đối với em nó dạng giống như mưa dầm thấm lâu đúng không? Dạ. Nó không có một cái gọi là cái cú gọi là đột gặp phá. Một cái là xây sẫm liền này cái nọ. Dạ không, dạ không. Nhưng mà bạn này thì lại có cái tình cảm đó. Dạ. Khi gặp bạn này là có manh nha bỏ người cũ liền rồi dễ sợ quá. Dạ em nhỏ cái chuyện. Không có giống nhau. Nghe phân tích thôi. Kể từ khi mà hai bạn chính thức yêu nhau đó. Dạ. Cho đến lúc kết hôn là bao lâu? 3 năm. Ồ, 3 năm lận hả? Dạ. Ủa lý do mà kết hôn lâu vậy? Dạ nó cũng thứ nhất là vì tụi em thời điểm đó em thất nghiệp. Ủa? Em và tài chính tụi em chưa ổn định. Tại vì trước kia khi mà em viết như em nói là viết tâm thư và em nói chuyện với vợ em thì em đã nói một câu rằng là
kể từ bây giờ anh sẽ không bao giờ để cho em phải khóc và buồn vì bất cứ những chuyện anh làm nữa. Cho nên em vì câu đó em muốn rằng là phải chuẩn bị cho thật hoàn hảo đầy đủ để mà cưới. Cho nên là em 3 năm quen nhau rồi em cố làm để mà có thể gầy dựng được một gọi là số vốn nhỏ nhỏ để có thể tự chủ lực cho cái đám cưới của mình và nhà cửa này nọ cho tương lai. Trời hai chồng ơi, lỡ mà trong 3 năm mà ông không có cái vốn đó, ông bắt nó chờ ông 5 năm mà người ta mà 31 tuổi ông mới cho cưới thì thôi, đó là tôi 28 tuổi tôi có đứa con đầu tiên vậy đó. Rồi trong 3 năm đó ảnh có làm em khóc không? Có làm em buồn không? Dạ không. Sao mà khi mà em chấp nhận quen người này á thì em cảm thấy là em rất là tin tưởng. Quá tin tưởng rồi cho nên là có cái gì đi trước không? Dạ. Dạ. Tụi em, trời ơi, tức là tụi em hay dữ vậy. Mà lý do gì dữ vậy? Dạ, thứ nhất là tại vì vợ em theo Công giáo. Cái chuyện đó là rất là cấm. Cho nên là em gọi là kiềm chế lại. Đêm động phòng đã đến với hai bạn như thế nào? Dạ. Nó chán lắm anh. Nó chán. Cái gì? Nó chán lắm. Trời đất ơi. Không cần trả lời, tôi biết là chán. Tôi nói thiệt luôn á. Dạ vợ em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Sao kinh nghiệm được? Người ta dạ, ông, là... ông phải chủ động chứ, đúng không? Dạ em có chủ động, tại vì nói chung là kinh nghiệm em cũng không có. Nhưng mà em cũng có tìm hiểu sơ sơ. Thời điểm đó mới cưới cũng không có dám gọi là bây giờ anh chỉ em thế này phải như thế kia thế nọ, em cũng ngại lắm. Em cũng không ấn tượng. Như vậy là cái đêm đồng phòng nó không có... Dạ không có gì hết. Không có như em nghĩ đúng không? Dạ nó... Bây giờ em cũng không nhớ nó ra sao luôn. Rồi đến bao lâu thì cái chuyện đó mới hòa hợp với hai chồng em? Tính tới ngày hôm nay là 5 năm rồi nó cũng chưa có hòa hợp luôn anh. Ồ dạ, lý do? Em thì có nhu cầu, vợ em thì lại không có nhu cầu nhiều quá. Sau khi cưới xong thì vợ em cũng bình thường, cũng có nói chung là cũng có hòa hợp chút xíu. Từ khi sinh bé đầu xong là gần như là giảm hẳn. Kiểu như em suy nghĩ nhiều về công việc việc á, xong rồi việc nhà này kia nữa, xong rồi em không biết có phải là chuyện đó hay không. Chứ em cũng thấy là em không có được. Cái việc này là vậy nè, mình giữ gìn á. Yeah. Trước cái hôn nhân á, em hiểu không? Yeah. Cái thời gian nó quá dài. Thường nếu mà tụi em mà giữ gìn thì tụi em yêu nhau trong khoảng một năm đó rồi yêu đương xong rồi lấy nhau luôn á, để mà đi đến cái vấn đề mà gọi là quan hệ luôn á, thì nó sẽ khác đi một chút. Cái lứa tuổi mà nữ với nam đều có cái khuynh hướng là có cái nhu cầu thì là hai người đều phải tự kỷ ám thị để mà mình ém xuống, tức là mình phải tự giữ mình. Rồi riết nó thành một cái thói quen á, em hiểu không? Nó thành một cái thói quen em ạ. Rồi cứ kìm hãm, tự kìm hãm bản thân về rất nhiều thứ. Rồi đến khi mà cái đêm đồng phòng lại là một cái đêm mà hai người đều không hề có kinh nghiệm, cho nên là cái việc đó nó không có thăng hoa. Không thăng hoa và nó không có một cái ấn tượng gì đẹp, không ấn tượng gì thật là đúng, tức là đúng như là trong đầu mình suy nghĩ, hoặc là mình coi phim coi ảnh mình thấy ổ sách không phải vậy, là lại thêm một lần thứ nhì nữa. Rồi đến lần thứ ba nữa là vấn đề sau khi có con. Cái người phụ nữ á, sau khi có con, nếu là cái người mà gọi là cái cuộc sống tình dục á nó ok thì là sau khi có con thì cái nhu cầu đó sẽ tăng hơn. Nhưng mà cái người phụ nữ mà cái cuộc sống tình dục nó không có một cái gọi là nó không có thăng hoa từ đầu á, em biết không, là sau khi có con là gần như nó mới biến mất luôn. Đó thì bây giờ cái vấn đề của em ở đây á, là em phải đi gặp bác sĩ để mà em cần phải tăng thêm một số thuốc, em phải uống thuốc để nó tăng cái gọi là kích thích tố nữ. Cái đó là bắt buộc, chứ còn không có phải là tâm lý tâm gì hết trơn á. Bởi vì bạn này với bạn này á, nó là một cái tình cảm mà gần như là mưa dầm thấm lâu, chứ nó cũng không phải là cái kiểu mà bộc phát lên mà dữ dội này cái nọ. Đã mưa dầm thấm lâu rồi mà em để nó thấm rồi cái nó khô lại rồi nó thấm luôn đó. Em không có cái gì mà em ào ạt, em dập cho nó mãnh liệt, cái là tự nhiên nó thành một cái thói quen bình vậy nè. Em hiểu không? Cho nên bây giờ sau đây là tụi em phải đi bác sĩ, đưa vợ đi bác sĩ. Đó bình thường, cái đó là bình thường em. Em cần phải bổ sung một chỗ những hợp chất vô trong cơ thể của vợ em. Đó vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp tục đi hả? Rồi bây giờ thì là các em tham gia chương trình Vợ Chồng Son vì một lý do gì? Lý do đầu tiên em tại em thích coi cái chia sẻ cuộc sống của những cặp gia đình trước. Cái lý do thứ hai là dạo gần đây em có một cái gọi là một cái vết nhỏ nữa, bị vợ em phát hiện là em hay thức khuya để mà gọi điện thoại cho một người con gái khác. Dạ, chỉ là trao đổi công việc thôi, nhưng mà vợ em lại cứ nghi ngờ em. Em muốn chứng minh cho vợ em thấy được rằng là anh không làm điều gì sai, có lỗi với vợ con em.
bằng cách là anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng là hai vợ chồng mình lên với chương trình Vợ Chồng Son vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau và vẫn thể hiện được rằng cuộc sống mình vẫn đang hạnh phúc. Tức là em muốn chứng minh cho vợ em thấy là anh sẽ lên đây em nói cho cái cô đó biết á, là anh cuộc sống của anh đang rất hạnh phúc như vậy. Để chứng minh được á, là cô đó với anh không là cái gì hết. Nhưng mà từ bữa giờ là vì cái chuyện đó mà vợ chồng em không vui, đúng không? Dạ đúng rồi. Tức là ban đầu em thấy là bạn kia sơn móng tay cũng gửi vô clip, vô tin nhắn rồi đi chơi đâu cũng gửi video blog, video clip mà em thấy lạ. Là ông này không nói gì tại sao người ta gửi. Em mới cũng rất là bực mình lắm luôn á. Em lục lại tin nhắn cũ thì em thấy có gọi. Ủa sao bình thường mà tại lại sao lại gọi video call để làm gì? Cái nó là công việc đi kia vậy đó. Thời gian sau thì em thấy bình thường không có gì nữa thì nên thôi. Tức là bây giờ là ổn chưa? Dạ ổn rồi. Ổn rồi đúng không? Để anh hỏi tiếp cái phần bất ổn nha. Là đó, bây giờ vô tới cái phần trong 5 năm ở với nhau thì tật xấu của anh ấy đó là gì? Tật xấu ông này giờ ông kể mấy chừng nào hết luôn. Có nhiều khi chỉ là giống như là quạo mà khó chịu với em lắm. Giống như là em là kẻ thù tiền kiếp từ hồi nào vậy đó. Đừng có thèm nói chuyện gì tới tôi hết kiểu vậy á. Mà không thèm nói chuyện mà cái sao vậy Thảo? Cái mặt là nó kinh khủng lắm anh. Mà ngay cả nhiều khi ba má chồng em mà thấy cái mặt mà lúc ngay lúc đó cũng không dám hỏi han luôn á. Em luôn muốn làm tất cả một mình chịu và một mình gánh hết. Em không biết chia sẻ cho mọi người như thế nào và không biết nói như thế nào hết. Em thích là đừng nói gì hết, cứ để cho anh im lặng em xin xử lý công việc. Rồi nhiều khi á, em làm ở công ty nhiều khi mà em rước em á, chờ em chút xíu gì hả là không thèm nói chuyện luôn. Chở trên đường về là cũng hỏi gì cũng không thèm trả lời. Mặt hầm nữa. Chở em trên đường xe mà hả ai mà chạy xe không đúng luật hay gì đó là ông ngồi ông chửi mà con mình em nghe. Em khá là khó chịu với cái việc chạy xe ở ngoài. Còn gì nữa? Anh thích đi du lịch đi đâu đó mà nhiều khi là không cần có vợ có con cũng được. Em cảm giác như là vợ con đang tù túng ổng vậy đó. Nên là em cũng không thích cái vấn đề đó. Rồi giờ tới Thảo đó. Dạ. Quỳnh có tật xấu gì không? Cái tật xấu mà em thấy là em khó chịu nhất đó, không biết quý trọng sức khỏe của mình. Đi làm về rất là mệt, chăm con, nấu cơm này nọ xong là tối cứ cầm điện thoại lên, đọc truyện, coi phim. Tối nằm khóc thúc thích mình. Mà coi tới 1-2 giờ sáng lần. Coi bất chấp, em nói thôi đi ngủ đi, tắt điện thoại đi. Em tắt wifi luôn, vẫn mở 3G lên ngồi coi. Trời ơi. Dạ. Coi xong rồi tới sáng hôm sau dậy không nổi. Đi làm thì mắt nhắm mắt mở chạy xe máy. Có lần rồi, đã mém bị rồi, tông xe khác nữa. Không biết quý trọng sức khỏe. Cái thứ hai là chuyên gia lấy em ra làm chuột bạch. Nấu ăn cực kỳ dở và thử nghiệm món mới, nấu món mới không. Công thức đó má em dạy, chỉ làm chạy dạy. Không, để em thử cái món mới chế biến. Dạ, để em thử. Dạ, thì sau khi thử xong là em ôm cái toilet. Dạ. Em thường xuyên không? Thường xuyên dạ, không? Dạ, em không dám ăn thường xuyên. Và em thời gian đầu thử là cũng thường xuyên lắm. Mà sau em nói thôi đừng tha anh đi. Dạ, chứ bây giờ anh ôm hoài cũng tội nghiệp anh lắm. Dạ. Bây giờ là nấu ăn lên được chút nào chưa? Dạ, cũng lên rồi. Nhưng mà cũng vợ em thì người miền Tây, em thì người miền Trung, cho nên cái khẩu vị nó cũng khác nhau hoàn toàn. Em thì em ăn món miền Trung quen rồi, nó hơi mặn mà. Người miền Tây thì nó hơi nhạt xíu. Và hơi ngọt một xíu. Với lại cái cách nấu của vợ em cũng khác người khác nữa. Em không biết diễn tả sao nữa, nhưng mà em đang dần thích nghi. Và hiện giờ thì có vẻ rằng là không biết là mưa dầm thấm lâu, chị Vân đây nói là em cũng gần chịu được cái kiểu này rồi. Kiểu ăn này rồi. Bây giờ em lại ăn món của mẹ em nấu thấy nó khác liền. Em ăn được món của mẹ em thì thấy nó khác. Sao không bằng vợ con nấu? Em mong muốn vợ em thay đổi cái gì nè? Dạ, em muốn là vợ em nên quý trọng sức khỏe mình hơn. Dạ. Còn em? Thì em mong muốn là đừng có quạo này kia với em á. Với là em thích là nhiều khi cũng phải vợ chồng cũng phải tình cảm. Ví dụ như mà cũng phải nói chuyện cũng ngọt ngào hay là cũng nắm tay hay là gì đó. Dạ. Còn đằng này hả, giống như là không biết có quan hệ gì không, đi ra ngoài đường. Không bao giờ em nắm tay vợ em ngoài đường hết. Nhiều khi người ta không biết mình vợ chồng luôn á, phải dạ, không? Đi ra ngoài đường tưởng bạn hàng. Cặp cổ đi đó, cặp cổ đi luôn. Tưởng bạn hàng. Em có mong muốn vợ mình mãnh liệt hơn không? Dạ có. Đó là điều thầm kín. Thầm kín đúng không? Dạ em muốn. Mà chị hỏi em nè. Cơ thường á, ví dụ vợ em, cái nhu cầu của em mà em ra hiệu hoặc là em có bật đèn xanh cho vợ mà vợ không đáp ứng thì thường là em sẽ xử sự như thế nào? Em đã ngồi nói chuyện với vợ em rồi. Cũng nói thôi bây giờ cái thực sự anh nói thiệt luôn là anh như thế này, anh có nhu cầu em nên coi phim thêm đi, hay là gọi là luyện thêm kỹ năng đi, hay là mua thuốc gì đó uống thêm đi.
để có thể hai chồng mình hòa hợp. Tại vì thực sự là anh tìm hiểu thấy được rằng là 50-60% các cuộc hôn nhân là bị tan vỡ vì một cái yếu tố rất là nhỏ, là chuyện giường chiếu cái như vậy. Cái đó không nhỏ đâu nha, cái đó dạ, lớn chứ không phải dạ, nhỏ đâu. Thì anh không muốn hai vợ chồng mình bị một cái vì cái chuyện đó mà lại mất đi cái tương lai hạnh phúc sau này, cho nên là thôi mình ráng hòa hợp và tìm hiểu để hòa hợp nhau hơn. Em trao đổi với vợ, nói với vợ em thôi, chứ thực ra là làm thì thực sự em chưa có làm, và cũng ví dụ như là chỉ có lâu lâu gửi mấy cái link về sản phẩm thuốc gì đó thì gửi cho vợ em coi tìm hiểu thêm, rồi phim thì cũng có mở cho coi. Ừ, không, nhưng mà ý chị muốn hỏi là như này, có khi nào cái nhu cầu của em á, em cần, tức là cái nhu cầu em nó vượt ngưỡng chịu đựng của em mà vợ em vẫn không chịu, khi nào em dùng những cái động tác mạnh không? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ, vợ em thì được có cái là nếu mà em có nhu cầu em nói ra thì vợ em vẫn trả bài cho em đầy đủ. Dạ. Nhưng mà hoàn toàn là không phải làm một cái sự tương tác mà nó giống như là làm bổn phận và nghĩa vụ thôi, đúng không? Dạ. Hôm nay là nhân dịp coi như là 5 năm. Ở trước khi chúng ta tạm dừng cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì cái mục đích em lên đây em cũng đã nói hết rồi. Vậy thì anh cũng như chị Vân và tất cả những người có mặt ở đây cũng đang muốn có một cái lời nói, một cái cử chỉ gì đó rất đặc biệt từ em với vợ em. Hôm nay 5 năm ngày cưới của hai vợ chồng mình, anh muốn nói lại một lời mà ngay trước kia khi anh đã nói với em là hãy tin tưởng anh và anh sẽ không bao giờ làm cho em khóc và buồn. Hai vợ chồng mình hãy cứ tiếp tục như thế này và nuôi dạy hai con khôn lớn. Cảm ơn em đã làm vợ anh trong 5 năm qua. Yes. Em cũng muốn là hai vợ chồng mình sẽ đi với nhau tới già. Xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình và xin chúc cho hai em sẽ mãi mãi như thế này, không chỉ là 5 năm mà sẽ là 50 năm hạnh phúc bền chặt bên nhau.